bắt quả tăng 12 phụ nữ đánh bài ăn tiền trong lúc giãn cách. Ngoài việc xử lý vi phạm các đối tượng về hành vi đánh bài ăn tiền, trong đó có nhiều phụ nữ, công an huyện chợ mới, tỉnh An Giang sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm chỉ thị 16. Sáng ngày 23 tháng 8, công an huyện chợ mới, tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra vụ hàng chục phụ nữ đánh bài ăn tiền giữa lúc đang giãn cách xã hội. Vào chiều ngày 22 tháng 8, nhận được tin tố giác từ quần chúng tại một sân đất trống thuộc xã Mỹ Hội Đông huyện chợ mới có nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền, gây mất an ninh trật tự. Vi phạm chỉ thị 16 nên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 công an huyện chợ mới phối hợp công an xã Mỹ Hội Đông nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tăng 12 phụ nữ đang tụ tập đánh bạc ăn tiền. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một chiếc chiếu, 5 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng, một tấm bạc, 6 bộ bài tây đã qua sử dụng, hai bộ bài tây chưa sử dụng. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 công an huyện chợ mới cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc tại xã Mỹ Hội Đông bằng hình thức xem đá gà trực tuyến qua mạng Internet rồi các cược ăn thua bằng tiền liên quan, 10 đối tượng, tan vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 điện thoại di động các loại. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 3 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, các đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc ăn tiền gây mất an ninh trật tự. Công an huyện chợ mới ngoài việc xử lý vi phạm các đối tượng về hành vi đánh bạc, sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các đối tượng vi phạm chỉ thị 16. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.